Qua chứng di đà hóa bái cước trung quang ni nhị thế thế uy thần mạc các ngân hiền năng lượng tan lễ trắc biến mãn như không xưng danh chất sinh ngân mạc quốc kim ni thời nhà phục vì yêu chu hợp đồng xưng môn khuyên đăng hình mạch pháp ni liễu tiểu sư sư tán di đà công đức phổ phúc đạo tràng thường ai khai kiến chi sơ cần phần tín lương cung thỉnh thế thôn đồ pháp nguyện thầm thiên nê vạn ức biến cùng bồ đề thù ư xa ba giới thuận giá ban nê nhược ban nữ tịch nê diệt nê hài trung nhân ngã vô tranh kiến thất bảo ấy phù đồ chi công đức ngay tự tha hữu ni diệu phép tam thừa ngày đạt ma chi nhân duyên tiếp tấn quần sinh siêu đăng tiểu phẩm hữu nghi cầu giải ưng vô nguyện bất tòng cô nghi ngã lưu ly ban ni bình nghi định quan thần hiến chân hương kiên thiền cúng hàng thì hương giá thanh tịnh ngày tâm cầu hy kỳ trung tinh khả sĩ đạt lục thống chi thanh cảnh khả sĩ tam tam giới chi yêu thân thế hiệu vô song sanh dung ni đệ nhất ni trùng ni sư ni chi tính thiên ni nhiễm ni sàng phần thời chi đại ni địa truyền phương càng thông thành nhẫn tất giao chi nguyện sám phẩm tình thủy từ tiếp dẫn hương miên kiều kiều hiện nay đường phúc lúc đao văn biên thờ phương ai hài hào quang ai ứng hiện mê tân phổ đồ phật từ hàng xa hữu niên lương chân ngôn cần đương chỉ đồng hướng tai nhiệt vô vân bảo đình trung chiến đàn trầm nhũ chân kham cung thường nhiên ni liêu nhiễu liên huy động chư Phật Bồ Tát Hạ Thiên Cung Thánh Hương Sơn Ma Hán Hạc Thù Nhân Gian Cung Nam Mô Hương Cung Hoàng Bồ Tát Ma Hạ Tát Nam Mô Hương Cung Hoàng Bồ Tát Ma Hạ Tát Nam Mô Hương Cung Hoàng Bồ Tát Ma Hạ Tát Phật này quang minh vô lượng chiêu thập phương quốc ni vô sở ngày trước ngại thì cố hiệu vi a di đà hiểu xa lợi phân bì Phật thọ mạnh cập vì nhân dân vô lượng vô biên năng ni tăng kỳ kiếp ni cố danh a di đà hiểu xa ngay lợi phân ni a di đà Phật thành Phật di lai ư ni kim thập kiếp mưu xa lợi phật ni vì phật nữ uy vô lượng vô biên ni thánh văn ni đệ tử sai a la hán ni phi toàn số chi sở năng chi ni a chư bồ tát chúng ni diệt ni a phục như thị xá lợi phật ni vì phật quốc độ thành đều như thị công đức trang nghiêm mưu xa lợi phật ni tịnh lạc quốc độ chúng sinh đề bái ni đệ lục đại đệ nguyện a di đà phật nam mô đề bái đệ thất đại đệ nguyện a di đà phật nam mô đề bái đệ kiều đại đệ nguyện a di đà phật nam mô đề bái đệ thập đại đệ nguyện a di đà phật nam mô đề bái đệ bát đại đệ nguyện a di đà phật nam mô đề bái đệ kiều đại đệ nguyện a di đà phật nam mô đề bái đệ thập đại đệ nguyện a di đà phật Nam mô Đề Bái Đề Thập Nhất Đại Thế Nguyện A Di Đà Phật Nam
mô ni phật đệ thập nhị đại thệ nguyện a di đà phật. Nam mô ni phật đệ tam đại thệ nguyện a di đà phật. Nam mô ni phật đệ tứ đại thệ nguyện a di đà phật. Nam mô ni phật đệ ngũ đại thệ nguyện a di đà phật. Nam mô ni phật đệ lục đại thệ nguyện a di đà phật. Nam mô Đề Bái Nhĩ Lập Lục Đại Đề Nguyện A Di Đà Phật. Nam mô Đề Bái Nhĩ Lập Thất Đại Đề Nguyện A Di Đà Phật. Nam mô Đề Bái Nhĩ Lập Bát Đại Đề Nguyện A Di Đà Phật. Nam mô Đề Bái Nhĩ Lập Tứ Đại Đề Nguyện A Di Đà Phật. Nam mô Đề Bái Tam Thập Đại Đề Nguyện A Di Đà Phật. Nam mô Đề Bái Đề Tam Thập Nhất Đại Đề Nguyện A Di Đà Phật. Nam mô Đề Bái Đề Tam Thập Nhị Đại Đề Nguyện A Di Đà Phật. Nam mô Đề Bái Đề Tam Thập Tam Đại Đề Nguyện A Di Đà Phật. Nam mô Đề Bái Đề Tam Thập Tứ Đại Đề Nguyện A Di Đà Phật. Nam mô Đề Bái Đề Tam Thập Tứ Đại Đề Nguyện A Di Đà Phật. Lòng thành dâng chút lễ thường ngày nay có sơ tiên dâng thật tiền khấu đầu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Sớ này có sáng
biểu nghi mật đảo trước cửa Phật thánh điện, cẩn thận hóa phong phù uất uất trong lọc tiêu phiên hợp hành phó lô tiêu hóa bát nhã ba la mật đa đăng kinh quan tự tại bồ tát thành đức bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không đồ nhân tu đức biết nhất đế nhất đế ba la nhất đế ba chư đại đế
vạn linh động gian mi lê đẳng nghề vô biên thập mê điện minh vương diêm la chúa lục tào nghề trưởng nghề bạc thượng thư viện nghề thủ thư thành tâm tùy khẩn đạo kiên nghi kỳ đức giáng hương diên u hiển thoát ngoan khiên bằng thư pháp thì thầy thứ pháp dâm giáo thì mé chân ngôn cẩn đường phúng phúng âm phong đô đại đế diêm na thiên tử thập mà điện linh vương địa phủ chư thư nhân thiết thánh trung cung giảng thủy vũ trí đôn phù thang tam lâm đại đế đại thiên long chúa pháp hải long vương kiểu giang tứ độc thủy đế đồng tình thủy vũ long tình nhân thiết thánh trung phò vào minh từ chúa thế thập nhị thảo quan khảo đạo công đức trưởng bạ thảo quan khám vân tử đồng điền đục thảo quan chú sinh chú tử ngạn thịnh đạo quan kiềm mẹ xếp tội phúc thiện an thảo quan điểm khán hình mục khảo được thảo quan âm cảnh chữ thư nhất thiết thánh trung cập tiền sinh kinh thế hoan gia trái chủ phụ mệnh chiếm tài chiều đồ sơn đối đang ngôn ra thượng hướng hỏa viện cận đồng thân một thổ uy cấm kỳ đàn thần nhất thiết uy linh đồng thì chiếu giám tư thần cận tấu vi việt nam quốc thái bình tỉnh nghề hưng hà huyền tiến đức xã nhật tảo thôn nội mười sáng y vũ linh đàn tại xa xứ cư phụng phật thanh hiền cung đông tiên tuần lâm tổng tiên lê báo hoa sám lê tổ tiên thu thiết lê lệ lê tiên na lệ cấp ma thủy nghinh dư dự tiếp phát thành quan điệp thình phật tuyên kinh cung nghinh tứ phủ tiên lễ chư tôn khai thông đạo lô phổ độ tổ tiên báo đức thủ ơn triệu linh quy nghi sám kinh tiên minh nghi trợ thi cô hồn nghinh triệu tam phủ đuôi khám giải oan thích kết các đoạn phân tài tiền nghề hoan mi nghiệp bì chướng nghi hiểu mà từ nam tương tam xa đới sát cùng tang liên táng đẳng chư hoạch hồ khai phương phá ngục phóng sinh phóng đăng kỳ nghề an nghề nghề điền nghề hoan địa nghề mạch an chấn mộ trung kiềm nghề kỳ âm siêu nghi dương cát khanh quân nan lợi nghề làm sự kim vì nghề hiếu hoa chủ hoàng đình nghi kiên ni thế từ thị điểm nam ma tử hoàng đình trung nghi hôn tử phạm thị yến nữ tử hoàng thị duyên hoàng thị ương hoàng thị nhung hoàng thị hồng tế tử nghi trần nghi duy trinh nghi đường nghi khắc thượng nghi
Trần Đề Quang Thành Phạm Văn Nguyên Nội Trung Tôn Hoàng Đình Hiếu Hoàng Thị Tâm Ni Biểu Tôn Trần Thị Nghệ Nga Trần Duy Cảnh Đường Thị Phương Đường Hoàng Anh Đường Thùy Ninh Trần Thị Nghệ Anh Trần Thị Lệ Trần Thị Quang Cường Hợp Đồng Dương Môn Quyến Đảng Hiệu Tín Chủ Tiên Nay Lễ Hoàng Đình Đê Thế Đỗ Thị Tích Nữ Tử Hoàng Thị Lan Nê Hoàng Thị Anh Tế Tử Trần Thị Văn Nê Toan Biểu Nê Tôn Nê Trần Thị Hương Trần Thị Huyền Trần Thị Quang Đoàn Nê Hoàng Nê Thùy Dương Nê Trần Văn Nê Mai Trần Nê Văn Nê Hà Hợp Đồng Dương Môn Quyến Đảng Hiệu Sám Chủ Tiên Lễ Hoàng Đình Nê Đáng Nê Thế Trần Nê Thị Nhung Nê Nam Tử Hoàng Đình Nê Đông Hoàng Đình Nam Đức Tử Hoàng Thị Quỳnh Nê Anh Tế Nga Tử Phạm Nê Văn Nai Tú Nê Biểu Tôn Nê Phạm Nê Hoàng Nê Thùy Dương Đường Nghệ Tư Tại Hưng Yên Nê Tỉnh Tiên Lưỡng Huyện Nghệ Thiện Nghệ Phiên Xã Nam Sơn Thôn Đội Sáu Đường Nghệ Mới Xóm Đồng Nghệ Dương Môn Quyến Đảng Hiệu Nghệ Sam Chủ Tiên Lễ Sương Nghệ Hồn Nghệ Nguyễn Nga Thịnh Nga Lượt Nam Tử Hoàng Đình Nghệ Thắng Nghệ Nữ Tử Hoàng Thị Nhi Hoàng Thị Mai Hợp Đài Đồng Các Dương Môn Quyến Đảng một ni thảo nhỡ hại tộc nổi bất nam kinh bằng bốc xuất vì thua hoàng đình tộc ra thiên tổ đằng đằng thứ vị chân linh tình hợp tam thế thiền thiên quan đề là thái thu cứu thủ thập đối đang thư hoài hồn đi mỗi vị quá khiên vọng hành giá thụ hoặc thì đồng ngắn đi kiếp tàng tập kim sinh kiểm kỳ đổi y chiếu kỳ quan quyết kỳ hình nhi đối thị thục na na hiệp chấm nhất nhất khiến biểu an than thân mình vô thi hào phát cung ngư hoàng nghi đại giác hải thiết đồng nghi tấu thượng đế dĩ giao thông thành nhà linh vương đồng giáo tam quan đại đế lục hiền thảo lưu chiếu nhập kính dĩ phân minh cứu khổ nguyên viện bạch cha khám tổ thiên viện cận cầu này hoàn nè trái đàn ngôn áp phó đàn duyên lối đồng phân giải thụng hoặc thì vô hoặc thịnh trương nghi thiện ác sĩ vô tư tôi nhớ ý trọng nước linh hưởng thiêm hào khi bất bất ngữ thác hòa luân tế kim cương đại dục mạnh kim cương tu tất đồ la minh vương phân nổ miệng vương quyền minh vương câu minh vương kế lị minh vương tỷ nghỉ ma minh vương chấp trà minh vương tân nghiệt minh vương thiết mạnh minh vương trích yết minh vương phi nghi nhà minh vương mục giả minh vương nhất thiết kim cương trừ tôn thanh trung duy nguyện lấy hoàng thùy phương tiệt quảng vân thần cha thiên vương lấy vương thùy đâu bác cha thiên vương bắc kê vương thì sẽ hôn thiên vương thì dư quyết mi thuộc nguyện sẵn sàng thì đập tệ đệ nay đâm sáng phố thương hoa thịnh ác sát chức trưởng hung thần nhất danh thôi thi thần nhị danh cùng tan thần tam danh quốc cấp thần tứ danh liên tám thần ngũ danh cùng phục thần lục danh cầm phù thần thất danh thượng mạ thần bát danh khô lư thần cửu danh khô kháo thần lê thập danh thiết lê chỉ thần thập nhất danh thiên cầu thần thập nhị danh cửu tỉnh thần can chi sơ thuộc tí xỉu rần báo thiên tị ngọ mùi thân dậu bất hợt thần quan càng hàm cân chân tôn đi khôn đoài thần quan kiến ni trừ mãn bình định chấp chấp mi phá thành nghề thu khai bế thần quan nhất bạch nhị hắc tam bích tứ lục ngũ hoàng lục bạch thất xích bát bạch tiểu tử thần quan niên nguyệt nề nhật thời hình ngũ cẩu giảo nghi kiến pha trung sát thần quan duy nguyện
bình cử lì hung ác tích tập trinh thường thành sáng pháp diên thủ tư nước ra mẹ các đạo mật đạo thường lai văn điệp mẹ tuyên đọc sinh phủ phú điên điệp tấu trước cửa đàn điền dùng bằng phó lô thiêu hoa kính mời các thầy cũng văn đạo tràng cùng hội già la chúng lão các cụ cùng gia đình giám chủ nghỉ ngơi sau đó
Vì sáng mấy chủ hoàng đình kiến thế tử
thị điển, Nam mi tử hoàng đình trung hôn tử phạm thị yến nữ tử hoàng thị viên hoàng thị hương hoàng thị nhung hoàng thị hồng tế tử trần duy trinh đường khắc thượng trần quan thành phạm văn nguyên nội tôn hoàng đình hiếu hoàng thị tâm tiểu tôn trần thị nga trần duy cảnh đường thị phương đường hoàng anh đường thùy linh trần thị ánh trần thị lệ trần thị quang huy cường hợp đồng gia dương môn phiến biểu tôn trần thị hương trần thị huyền trần thị quang huy đoàn hoàng thị dương trần văn mai trần văn ni hà hợp đồng giá dương luôn nguyên đàng hiệu hiệu sáng chủ tiến ni đệ hoàng đình đán tế trần thị nhung nam tử hoàng đình đông hoàng đình nam nữ tử hoàng thị quỳnh anh tế tử phạm văn ni tú biểu tôn phạm hoàng thùy dương anh hiện đương cư tại hưng yên tỉnh tiên nữ huyện thiện tiến xã nam sơn thôn đội sáu đường mới xóm hợp đồng ra môn quyên tặng hiệu kim thần thì sáng mi chủ nguyễn thị lượt đề nam tử hoàng đình thắng nữ tử hoàng thị nhi hoàng thị mai hợp đồng gia dương môn quyên làng tử dương phục vì cầu sáng yên bị mộ phần chân linh cụ hoàng đình xuân tỷ trần thị trinh chi trần linh cụ trần hữu tiêu chi trần linh trần hữu tôn chi trần linh ông hoàng đình mẹ chi chân linh hiển thảo hoàng đình tài chi chân linh hiển thế nguyễn á thị càng chi chân linh tổ cô hoàng thị sinh chi chân linh bà cô hoàng thị huê chi chân linh hoàng thị đường chi chân linh hoàng thị tình chi chân linh ông mãnh hoàng đình trì chi chân linh hoàng tuấn ý hoàng đình tuấn chi chân linh ông đại hoàng ngày văn kể chi chân linh đặng chư chân linh là tiên hoàng đình tộc đồng an táng tại nghĩa trang ba ngoài xứ đặng hòn tự tòng quyên quán vị ốc thăng trần trung sứ tại đài hoàng thôi u trễ tuần phủ kim nguyệt cát ni kiệt là đỉnh đạo lưu tiệu vu gia đường sứ tu viết sám ni tạ mộ phần độ vong ni pháp thế đàn nhất duyên ly tan kim đắc tuần hành lý điển tán yên minh đăng sử u ám dĩ quang minh thủy hùng hương như chân cha tề hướng nhị kế các chư lễ chủ kiên thành thượng hướng diệu lực quảng tiếp linh hồn dáng phó pháp duyên bộ phận thụ tư cung dạ tiếng lực chân ngôn thần dương thì động
Phật mười phương chư Phật con tấu đại công đồng tác giá, hội đồng tác giá công đồng tác quan, hội đồng tác quan chư và các vị kim liên, kim nguyệt, kim nhật, kim thời tư thần lần tấu vì Việt Nam quốc, thì là Thái là Bình là Tỉnh, Hưng là Hà huyện, Tiết là Đức, xã Nhật Đảo thôn nội mười y vu linh đàn tại gia được định sớm. Tư thường phục Phật Thánh thì tôn thần hiến cúng tạng đông tiên, tu là thiết tiến lễ kiến thiết xây dựng để lân cấp mộ phần tôn cáo hoàn thành, để cần cáo để hồi linh yên vị để sáng tạ mộ là chung, để báo đức thủ ân đền hoàn địa mạch an chấn, để mộ là phần đẳng chư chân linh ra tiên hoàng đình đông, để kiền nhờ âm siêu dương thánh khất cầu để ra lộ màn mây, đắc đạo bình yên nhân thang vật thịnh cầu lộc cầu tài cầu tăng liên trường thọ sự thì kim là thân sáng là chủ để tiến là lễ hoàng là đình là kiên thế từ thị là điểm để hợp đồng ra dương môn quyết đảng hiệu sáng chủ quyết đảng hiệu sáng chủ để là tiến lễ để nguyễn thị được đồng ra môn quyết đảng để từ xưng phục quỳ cầu sáng yên vị mộ thần để là đẳng chư chân linh để là chân là linh cụ để hoàng đình phân thì trần thị trên thì cụ là trần hữu tiêu trần là hữu là tốt ông hoàng đình là vẻ để hiển thảo hoàng đình tài hiển tí nguyễn bị càng tổ cô hoàng thị là sinh và cô hoàng là thị là huê để là hoàng này là thị đường hoàng thị đình để ông mãnh hoàng là đình là chi hoàng là đình là tuấn để vong đệ hoàng để băng tế để đẳng chư chân linh gia tiên để hoàng đình tộc đồng an táng tại nghĩa trang ma gọi thị là sứ chân tham nhẫn nhục nan chi tối như đêm dày như đất việc âm chưa tường việc dương chưa tỏ đường sáng không biết đường tối thì không phúc còn mỏng tội còn dày thăng thắn một lòng linh linh một già nhất tâm tưởng bạn tâm cầu con giàu một bó con khó có tâm lễ mỏng lòng thành lễ thiểu lòng đa chứ nhất niệm thông tam là giới thì là gia đình thì hiếu là chủ con cháu tôn điệp người có mặt cùng người vắng mặt để tu tiết lễ nghi có điều gì sơ mơ nhầm nỗi thiếu thoát trách lành về đâu nhầm Phật thánh xá lỗi Phật thánh thương chư vị các quan tần độ thần thương tiếu cho làm đủ lẫn ngài giữa lệch ngài kê đèn rời soi xét ngài soi từ ngọn cỏ soi lên ngài soi từ trung là thiên để soi xuống thì xét cảnh chi tỉnh giáng phúc lưu ân thải tử hoàn sinh thay hình ở lốt vuốt ve che chở tận độ tận thương cho đồng gia dương môn quyến đảng ngày hôm nay mang miệng đến tâu mang đầu vọng bái để cung hành tạ lễ an là chấn để mộ phần đẳng chư cho đây gia tiên hoàng đình tộc đồng an táng tại nghĩa trang ba gọi xứ thì có điều gì sơ mơ nhầm lỗi đạo lưu quan thế là xin thì sám hối con kêu thay lễ đỡ cho gia đình là lễ tà chủ con tấu thỉnh tam toàn học phật nam mô thập phương phật nam mô thập phương pháp nam mô thập phương tăng nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô tây phương giáo chúa cửu phẩm xa bà thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư a di đà phật con cung thỉnh nam mô đương lai hạ sinh di đà tôn phật con tấu thỉnh nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm quan thế âm bồ tát tác đại chứng minh thần cung con tấu thỉnh u minh giáo chúa bản tôn điều tạng vương bồ tát chiếu coi u minh tiếp dẫn cho đẳng chư chân linh để là gia tiên hoàng đường tộc được siêu sinh thoát hóa bộ phần được an cư tác thánh bát mạch được hoàn nguyên lành như cũ láo như tiền con cung là thế tam giới chúa ôn thế
tiên phù đại đế ngọc bài hạ con cung thỉnh quan lương niên cai trị năm nhâm dần quan ngụy vương hành thiện mộc tinh chi thần tiêu tảo phán quan án hạ con cung thỉnh quan lương cảnh thành hoàng bản thổ liệt vị đại vương thượng thượng đẳng tối linh thần thượng hạ tối thỉnh quan lương xứ thổ địa phúc đức chính thần vị tiền con cung thỉnh ngũ phương long mạch thủ mộ sơn thần vị tiền thì đông phương thanh đế long mạch thủ mộ thần quan nam phương xích đế long mạch thủ mộ thần quan tây phương bạch đế long mạch thủ mộ thần quan bắc phương ác đế long mạch thủ mộ thần quan trung ương hoàng đế long mạch thủ mộ thần quan con tấu đại thượng châu chức thuyền vũ thần quân thì nhị thập tứ sơn địa bạch tôn thần nhị thập tứ hướng phong thủy tôn thần âm dương dị giới dẫn hồn sứ giả vị tiền tả thanh y sứ giả dẫn hồn hữu hoàng y tiếp bách tướng quân vị tiền cung thỉnh chư vị quan quân thủ quan thủ quách thủ hình thủ hài thủ huyệt thủ mộ thần quân để tại ma gọi là tịnh là sứ thì ai lâm chứng giám để đáng ứng bản đàn chấp cảnh chi tình thu nhận lễ vật chấp lời kêu tiếng cấn lời thần tiếng cầu tờ vườn hám sớ tờ đơn cánh chạy vớt ve che trở về tận độ tận thương các phần mộ của gia trung hoàng đình là tộc thẳng chư chân linh được siêu sinh pháp hóa mộ phần được an cư các khánh để là bát mạch được hoàn nguyên lành như cũ đáo như tiền để tiếp dẫn cho đẳng chư chân linh đồng lai giá ngự yên vị linh sản yên vị nô nha lai lâm hiến hưởng tôn canh phù lưu tiểu phẩm tại gia trung để tận độ tận thương cho đạo lưu con kêu thấu cầu lỗi con xin để kêu thay lễ đỡ để con chim kêu phật thánh dương cung bắn con chim mai oán phật thánh chư vị linh quan ngời ngời cung tiên xét cảnh chi tình mở lòng bồ tát phát tâm bồ đề để tận độ tận thương cho qua phá lễ được ba vuông bảy tròn ba hận bảy hoi điều lành thập thánh năm đại điều hại phật thánh chư vị các ban để tống khứ mang đi cho nước được chảy một dòng thuyền được trôi một bến trên thuận dưới hòa gia đình được hạnh phúc cây được xanh ngành được nở già được thêm tuổi thọ trẻ mạnh khỏe làm ăn công danh được đắc thành đắc toại buôn may bán đắt gặp chúng gặp bạn gặp bạn sự lành gặp ông có đức gặp bà có nhân âm thủ dương trợ anh nhân em đỡ bốt ve che chở để cho đoàn cánh được chắc vai đắc đại sai lộc đầu cầm thần thánh tiếp đại lộc sa phật thánh chư vị linh ba để sứ giả tiếp về bồi tài lai tiếp tiếp tài lai lộc tiếp tài lai khách tiếp ngân tiếp xuyến cho con cháu con điệp đi đến nơi về đến chốn phật thánh cứu âm cứu dương cứu đường cứu trợ để tận độ tận thương cho ba tháng hè chín tháng thu thoát nạn qua cầu đi đò đến nơi nội sông đến bến bến tài đắc quốc cải hòa vi tưởng để cầu danh được đắc danh cầu tài là đắc tài cầu lộc được đắc độc cầu chi như ý nguyện giã được tổng tâm được phật thánh giáng quốc niêu ơn giáng ứng bản đàn chấp cảnh chi tình cho đạo con xin cảm khất để cho con xin thần hóa kinh nghiệm con lấy âm dương làm tín âm linh vi thiếu linh nghiệm thần thông linh nghiệm để nhờ hà do cách trở cho con xin xíu sắp để đánh chữ đại xá cho đồng gia dương môn quyến đẳng con cháu thôn điệp vắng mặt con nhờ cho đạo nam mô a di đà phật dạ nam mô a di đà phật không có rượu chư vị liên quan chư vị tôn thần sứ giả bản cảnh bản thổ chư vị tối linh chứng minh công đức thiếu cho làm đủ để tận độ tận thương để vuốt ve che chở cho phù lưu tiểu phẩm để bất túc đồng ký dư con giả nam mô a di đà phật để nhờ hà do cách trở cho con xin thiếu sắc lần nữa đừng cười con giả nam mô a di đà phật mô bạc thánh giá mô chư vị liên quan chư vị tôn thần sứ giả bản cảnh bản thổ chư vị tối linh chứng minh công đức để cai quản mộ phần ma gọi tịnh xứ để lai lâm chứng giám thu nhận lễ vật chấp cảnh chi tình đánh chữ đại xá cho đồng gia dương môn tuổi xanh đầu trẻ chân tóc cái tội trăm nỗi nghèn ngàn nhầm việc âm chưa thường việc dương chưa tỏa để tuổi xanh đầu trẻ đèo lưu con xin sám hối con xin kêu thay để đỡ thiếu cho làm đủ tận độ tận thương để nhược hà do cách trở cho con xin thiếu sắp lần nữa đừng cười cho con xin để cảm khất phần hóa kinh nghiệp con dạ nam mô a di đà phật con dạ nam mô a di đà phật đây mang cái tiền vàng xuống thôi. Tôi lần sớ tiếng bài sớ tiếng thật thánh tiền chư vị liên quan chư vị tôn thần sứ giả cộng kim ngân đi số nhờ ngọn lửa trần có lô siêu hóa Bye.
chân thành tạ lễ nghinh liêng tư lễ. Tâm dụng vật di thương biến thế thủ vạn đi trả
tổng thị tổng mê nhập mê hoặc nghiệp khổ thụ khổ ăn và khăn trần thức hiền giao thất nhẫn thân đi kiến giác nhẫn thức tham nhi thân ai bất bất vọng nhị khăn văn thanh nhi thương thương thế nhi thị thương tổ cùng nãi chi tùy thiện thân ý phan duyên xúc pháp vị thị hương thức y căn căn trần tam duyên hoa tính tình sinh ái ái sinh dục và kiếp luân hồi nhất nhật kết vi oan gia lũy thế ngàn ngữ thầy thoát trần hành ngoại thiên ni ôi đoạn phiền não thân chung mi thường bất bất thiệt cảnh cửa thủ trầm lớn ni vô thoát pháp chung Na Phật tư hoàng nghiêm hội thượng quảng
vị trần đi kết thầy đủ thương lưu căn tham viên hòa tâm thần đạo thiên thì chỉ vì thế nên gần cổ quá nặng đời đời chịu khó trong luân nay nhà Phật được thâm ân hào quang chiêu khắp khắp cõi gần cõi xa giải liễu hoàng phù sa hạ húm ma bát bà
mắng không nhầm quý vị đổi thân. Ngoài đi cung giả thì cảm thấy định định quang quang hợp bóng thập đạo hà bóng hợp sơn chứng kết nhất nhất thiết chứ hoan kiểu đủ. Cho đôi tham thế hoàng già thay đồ yêu sắc lắc hồi uống đến sinh nhân nhân nhất nhất thời cơn giả uống có gốc giải khét xa uống có gốc giải khét xa. Tham niên mô là bất cả tiểu lưu sở hữu cao hẳn hợp bành.
Thank you.
em bạc đen biến cải lại sự tình phù nghĩa anh em. Bạn bè cứ xử lèm nhèm kể mình là đúng đúng nói dèm người ta. Phú Tiên cao tông trước cửa Phật Thánh Điện xung bằng phó lô thiêng hóa. Kim thở kim thân đệ tử y pháp phục hành chất trì huệ đạo các giải không thỉnh nghi pháp mấy sư chuyển chuyển tam đàn khai hoa kết ân tiền trì tích trưởng khai phá hay tùy phương nan phương mục đô chất trì huệ đạo các đoạn tạm xa thế xa cùng cùng tan đi tán mục thần đẳng chúng nhất nhất thời hóa
thoát nghìn ngàn trừ. Thank you.
Hoàng Thị Hương, Hoàng Thị Nhung, Hoàng Thị Hồng, tế là tử
Trần Duy Trinh đường để khắc thưởng, Trần Quang Thành Phạm Văn Nguyên, Nội Tôn Hoàng Đình Hiếu, Hoàng Thị Tâm biểu tôn Trần Thị Nga, Trần Duy Cảnh đường Thị Phương, đường Hoàng Anh, đường Thùy Đinh, Trần Thị Nà Ánh, Trần Thị Nệ, Trần Quang Nà Cường, hợp đồng gia Dương Môn Quyết Hẳng, Hiệu Kim Thần Sám Chủ Tiến Đế, Hoàng Đình Nà Đê, Khê Nà Đỗ Thị Tích, Nữ Tử Hoàng Thị Lan, Hoàng Thị Anh, Tế Tử Trần Văn Toan, Biểu Nà Tôn, Trần Thị Hương, Trần Thị Huyền, Trần Quang Đoàn, Hoàng Thùy Dương, Trần Thị Văn Nà Mai, Trần Nà Văn Nà Hà, hợp đồng gia Dương Môn Quyết Hẳng, Hiệu Kim Thần Lễ Chủ, đây là Hoàng Đình Đáng, Thê Trần Thị Nà Nhung, Nam Tử Hoàng Đình Đông, Hoàng Đình Nam, Nữ Tử Hoàng Nà Thị Quỳnh Anh, Tế Tử Phạm Văn Tú, Biểu Tôn Phạm Nà Hoàng Thùy Dương, Thiện Đương Nà Cư Nà Tại Hưng Yên Tỉnh, Tiên Nữ Huyện Thiện Tiến Xã, Nam Sơn Thôn để đội 6, đường Nà Mới Nà Xóm để hợp đồng gia môn Quyến Đảng Hiệu Kim Thần Lễ Chủ. Tiến Nà Lễ, Sương Hôn, Nguyễn Nà Thị Đoàn, Nam Tử Hoàng Đình Thắng, Nữ Tử Hoàng Thị Nhi, Hoàng Thị Mai, hợp đồng xuất chúng, Tử Tôn Lam Hôn Nữ Thế, Nội Ngoại Chúng Tôn, Tặng Tôn Đồng Gia Dương Môn Quyến Đảng để từ sưng phục vị, cầu sám báo ân chân anh, Tổ Tiên, Hoàng Đình là tộc Mô Đường, Nội Gia Tiên Tổ, Ngoại Gia Tiên Tổ, Cao Cao Thằng Tổ Kháo, Cao Cao Thằng Tổ Tí, Tổ Kháo Tổ Tí Bá Thúc Quynh Đại, Cô Di Tỷ Muội Á Thân Nỉa Thích, Nhất Thiết Viễn Cận Nội Ngoại Tông Thân, Thượng Cao Tầng Tổ Hạ Chí Huyền Tôn Hữu Danh, Cập Vô Danh Đẳng Đẳng Các Chư Vị Chân Anh, Tổ Cô Tổ Mãnh Bà Cô Mãnh, Cô Bé Cậu Bé, Nội Ngoại Đôi Bên Ông Bà Có Tên Quên Dỗ, Có Dỗ Quên Tên, Thất Lạc Mộ Phần Hình Hài, Hài Nhi Noãn Hóa, Thiếu Tháng Một Ngày, Thì là Đồng Trượng Trai Duyên Quân Siêu Tĩnh Cảnh để đàn nghi cao tất, Đệ Tử Con, Tự Pháp Chí Đạo Hiệu Huyền Trung, Lời Kêu Tiếng Khấn, Lời Khẩn Tiếng Cầu, Tờ Vườn Lá Số, Tờ Đơn Cánh Trạng để con xin, để án cử khoa nghi con xin kêu thay lễ đỡ cho gia đình các chư sám chủ ngày hôm nay, đóng bè thập phúc, kẻ có giọt dầu, người có nén nhang, người có mặt cùng người vắng mặt, có tên có tuổi có xóm có làng, để ngày hôm nay đóng bè thập phúc tại gia chung, để tu thiết lễ nghi, để là tuần lâm tổng tiến báo sám tổ tiên. Trước là nguyện cầu Phật Thánh để chư vị Ninh Quan tác đại chứng minh, sau là nguyện là hồng ân để tam bảo để soi xét, để là tận độ tận thương cho tổ tiên hoàng đình tộc được siêu sinh thoát hóa, mộ phần được an cư các khách, để quyến bảo cho Dương Môn con cháu tôn điệp phúc lai tài tống, điều lành đeo lại, điều hại để tống khứ mang đi, đàn nghi cáo tất, để đại tử con để xin để cung là tiễn, để Phật Thánh chư vị Ninh Quan, chư vị tôn thần sứ giả, bản cảnh bản thổ chư vị tôn linh, để là chứng minh công đức, xe loan giá ngự, xe giá hồi cung thánh khứ niêu ân, thần khứ niêu phúc, phúc niêu cho gia đình các chư hiếu chủ con cháu tôn điệp ngày hôm nay, về đây bái lễ, để là cho qua khóa lễ được nở cành xanh quả, ăn nên nói lỗi làm ra tai qua là rũ, điều lành đem lại, điều hại để tống khứ mang đi, cho nước được chảy một dòng, thuyền được trôi một bến, trên được thuận dưới được hòa, gia đình được hạnh phúc, cây được xanh, ngành được nở, già được thêm tuổi thọ, trẻ mạnh khỏe làm ăn, công danh được đắc thành đắc toại, buôn may bán đất, gặp chúng gặp bạn, gặp bạn sự lành, gặp ông có đức, gặp bà có nhân, âm phù dương chở anh nâng em đỡ, vuốt ve che chở để cho đòn gánh được chóc vai, đắc tài sai lộc để thuận buồm xuôi gió, mát trèo xuôi mái, biến tai tác phúc, tài họa vi thường, để tận độ tận thương, cho đầu xuôi đuôi nọt, đầu năm chí giữa, nửa năm chí cuối, 3 tháng hè 9 tháng thu, thoát nạn qua cầu đi đò đến nơi, nội sông đến bến, cầu danh được đắc danh, cầu tài được đắc tài, cầu độc được đắc độc, cầu chi như ý, nguyện giá được tổng tâm tai nạn tống khứ tha phương, đàn sơ lễ mỏng tâm thành để có điều gì sơ mơ nhầm lỗi, để con xin sám hối, con xin để phần hóa kính nhất, cung tiễn Phật Thánh chư vị Ninh Quan, để là xe loan giáng ngự, xe giá hồi cung, để giáng ứng thần tiền cho đạo lưu, con xin cảm khất, nhất đài âm dương nhược hà do cách trở, cho con xin tiếu sắc con dạ, Nam Mô A Di Đà Phật con dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con chào Nam Mô A Di Đà Phật, con sám hối Phật Thánh, sám hối chư vị Ninh Quan, thường cười là tươi là tốt, đánh chữ đại xá,
cho hoàng đình đáng chủ lễ cùng con cháu tôn điệp, anh em con cháu tôn điệp, để xin là đón bè tập phúc tu thiết anh ơi, cung hành tạ lễ để nhược hà do cách trở cho con xin tiếu sắp. Con đà nam mô a di đà phật. Rồi bây giờ mang đi số tất cả vàng mã mang ra tiễn các ngài, không là chọn một đĩa gạo muối con. Cứ từ từ thôi, bảo đừng nói tàng lại, cứ im một thôi.
cấp chất để cấp thơ tổng để đầu tiên là cái mục đấu mình đặt ra, cái đẹp nó từ máy nó đẹp rất là nhiều, xe cũng nhỏ là được hai cái đường đấu thì làm gì đến một chút